Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và trong cái thời gian gần đây, cơ sở đồ gỗ Đồ Hiền Lành đã nhận được rất nhiều các cái ý kiến của quý khách hàng trên toàn quốc gửi về cho cơ sở. Đó là mua hoành phi câu đối ở đâu thì uy tín, và mua hoành phi câu đối mẫu nào thịnh hành và mẫu nào là ưa chuộng và mẫu nào là mẫu đẹp, và nội dung chữ như thế nào thì có thể thờ gia tiên. Thì trong video clip ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022, chúng tôi làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ hoành phi câu đối của khách hàng tại thành phố Thanh Hóa, giới thiệu tới quý vị và các bạn cũng như là giải đáp các cái câu hỏi của quý vị. Thì trên màn hình quý vị và các bạn đang xem, đây là bộ hoành phi câu đối được làm trên nền chất liệu gỗ vụ, được nhập khẩu từ nước Lào. Và qua đây chúng tôi cũng giải thích, chính bởi vì cái gỗ vụ nó dễ điêu khắc, dễ lên màu và dễ hoàn thiện, chính vì thế mà gỗ vụ đang chiếm 99% trên thị trường hiện nay. Tất cả quý khách hàng gần như là sử dụng hoành phi câu đối làm từ chất liệu gỗ vụ, chiếm cái thị trường rất là cao so với các cái dòng gỗ khác như gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá hay là gỗ rổi, thì gỗ vụ nó chiếm ưu thế hơn rất là nhiều. Và về mẫu nào là mẫu đẹp thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều đánh giá bình luận từ phía khách hàng. Thì mẫu hoành phi lồng cuốn thư như quý vị và các bạn đang xem đang được đánh giá là mẫu thịnh hành, mẫu ưa chuộng và mẫu bán chạy nhất hiện nay. Bởi vì sao? Bởi vì đây là vừa là hoành phi, vừa là cuốn thư, và cũng có đủ nội dung ba chữ Hán Nôm, Đức, Lưu, Quang, được bom tròn, có phụ đề tiếng Việt, và cũng có hình tượng bút, hình tượng kiếm, đầy đủ như một bức cuốn thư, không kém gì. Khi chúng ta sở hữu, bỏ ra một lần tiền, chúng ta sẽ sở hữu được hoành phi lồng cuốn thư. Và khi hoàn thiện thì chúng ta nên hoàn thiện màu cánh gián sáng như trên hình. Thì về đặc điểm của gỗ vụ đó là tầm 10 tới 15 năm thì gỗ vụ nó sẽ chuyển đổi màu xuống màu. Thì chúng ta nên hoàn thiện màu sáng ngay từ khi ban đầu. Thì sau này gỗ vụ sẽ chuyển màu là vừa, khoảng thời gian từ 10 tới 15 năm. Và quý khách nên mua hoành phi câu đối ở đâu uy tín thì chúng tôi cũng tự hào, cũng là một đơn vị sản xuất trực tiếp cung cấp tới thị trường trên toàn quốc các cái mẫu hoành phi câu đối rất là đẹp, và từ các cái chất liệu gỗ chuẩn, từ gỗ vụ, gỗ hương, gỗ gõ đỏ, chúng tôi cung cấp ra ngoài thị trường rất là nhiều, một năm lên tới cả 1.000 bộ, và đáp ứng được cái mẫu mã đa dạng, kích thước đa chủng loại. Bức hoành phi này được làm với kích thước dài 1m97, chiều rộng là 67. Và về phần câu đối thì ở đây câu đối này là câu đối đầu vuông, cũng được rất nhiều gia đình lựa chọn câu đối phẳng đầu vuông, điêu khắc phượng hoàng và kỳ lân. Và về nội dung chữ thờ gia tiên thì đây cũng là nội dung được người dân sử dụng nhiều, và cũng được lựa chọn đánh giá là phiên bản các cái chữ Hán Nôm, được viết rất là đẹp, được bom tròn. Câu đối vế phải là tổ tông công đức thiên niên thịnh, dịch về ý nghĩa đó là tổ tiên của chúng ta có nhiều công đức thì mong cho muôn đời thịnh vượng. Và đối với vế trái là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh, và ý nói là con cháu có hiếu có thảo thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Đây là về vấn đề nội dung. Còn chất liệu gỗ thì điêu khắc trên nền chất liệu gỗ vụ của Lào. Và về kích thước, câu đối được làm dài 1m97, rộng 27 và dày là 5 phân. Đây cũng là hàng đặt của khách hàng tại thành phố Thanh Hóa. Theo với yêu cầu của gia đình, chúng tôi đã hoàn thiện màu cánh gián sáng, chữ thiếp vàng Đài Loan. Và quý khách đang phân vân không biết mua ở đâu để uy tín thì chúng tôi cũng tư vấn luôn. Quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684
Cơ sở sẽ tư vấn 24/7 hoặc truy cập vào Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ cập nhật các cái mẫu mã mới nhất cũng như các cái màu cho các cái bộ hoành phi câu đối mà chúng tôi đã treo lắp cho các gia đình đã đặt hàng, hoặc fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành để quý khách có thể tiện theo dõi các cái công trình mà chúng tôi đã bàn giao và lắp đặt. Video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách chỉ cần liên hệ trực tiếp qua 3 số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 hoặc 0969 127886. Cơ sở sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái mẫu mã mà quý khách đang xem. Đó là về chúng tôi đã giải đáp các cái câu hỏi mà quý khách đang rất là thắc mắc. Đó là mua ở đâu và mẫu nào là đẹp, mẫu nào là thịnh hành. Thì ở đây đó là mẫu hoành phi lồng cuốn thư 2-1 đang được sử dụng rất là nhiều. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.